nhằm thuận tiện hơn cho người dân trong thủ tục cấp tài khoản định danh mức 2. Công an một số phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức cấp tài khoản định danh mức 2 lưu động tại nhiều địa điểm. Ghi nhận vào chiều 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường 12 phối hợp Công an phường 12 quận Tân Bình tổ chức cấp tài khoản định danh lưu động tại dòng bến Thánh Giá Tân Việt cho người dân. Thời gian cấp sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 tại các địa điểm trên địa bàn phường. Đối tượng cấp bao gồm tất cả công dân đang thường trú, tạm trú trên địa bàn phường. Cùng ngày, tại trụ sở khu phố 4, số 239 đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, cũng diễn ra đợt tổ chức cấp tài khoản định danh mức 2 cho người dân đang sinh sống trên địa bàn phường 11, quận 3. Ngày đầu phát động đã có đông đảo người dân đến làm thủ tục. Việc tổ chức cấp lưu động diễn ra mang đến nhiều lợi ích và thuận tiện cho người dân. Thời gian cấp tài khoản định danh mức 2 lưu động tại khu phố 4, phường 11, quận 3 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Một số người dân cho biết, việc tổ chức cấp lưu động mang đến nhiều lợi ích và thuận tiện, đặc biệt đối với những người bận công việc không có thời gian đến trụ sở công an. Bên cạnh đó, việc cấp tài khoản định danh mức 2 lưu động cũng giúp cho những người già đi lại khó khăn có thể làm thủ tục dễ dàng hơn. Người dân lưu ý, khi đi thực hiện kích hoạt tài khoản định danh mức 2, dù ở bất kỳ địa điểm nào cũng nên mang theo căn cước công dân gắn chip bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử của mình.